Dạo này mình bị có duyên với cả các em kỷ yếu hay sao ấy. Sau clip triệu view của mình hôm trước mách cho bạn học sinh kỷ yếu thì tự nhiên dạo này được mách kỷ yếu suốt thôi. Và điều đặc biệt ý là mẹ của các bạn ấy đều đặt cho các bạn ấy gói tiệc VIP chứ không phải là đặt kỷ yếu bình thường đâu nhá. Nên là team chúng mình ngày hôm nay đến tận nhà để chăm sóc và làm đẹp cho em ấy. Hôm nay đi dự dạ hội prom cuối cấp đây. Như mình thấy thì hình như ở độ tuổi này các em hay bị mọc mụn ẩn ở dưới da vì đang trong tuổi dậy thì mà. Sau hôm nay là lên cấp 3 rồi, sắp là thiếu nữ rồi nên chắc là các bạn ấy sẽ dần dần biết tự chăm sóc sắc đẹp thôi. Mách cho các bé ở tuổi này tưởng như là dễ nhưng lại không dễ một tí nào đâu. Vì nếu mách hơi đậm một chút thôi thì mọi người sẽ chê là già ngay. Nhưng nếu nhạt nhòa quá thì lại chẳng sửa được nét và khuyết điểm cho các bạn ấy gì cả. Như kiểu mách xong chả thấy khác gì ấy. Vậy mình sẽ chọn tông màu hồng baby và cần phải cân đối màu sắc và tỷ lệ vừa phải thì sẽ mang lại cái cảm giác hài hòa và các bạn ấy cũng sẽ tự tin hơn. Lúc mách xong thì bạn ấy ưng cực kỳ luôn ý. Chúc em có một buổi tối dạo